Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cách để chúng ta có thể tạo được một chiếc đèn ông sao. Như các bạn có thể thấy ở đây, vật liệu chúng ta cần chuẩn bị như sau. Thứ nhất là giấy bóng. Ở đây thì mình sử dụng giấy bóng đỏ và xanh. Ngoài ra thì chúng ta sẽ chuẩn bị tre. Tre ở đây thì mình sẽ pha sẵn. Chúng ta sẽ cần khoảng độ 10 thanh tre. 10 thanh này dài khoảng độ 50 phân. Chúng ta cần 10 thanh. Ngoài ra chúng ta cần keo và dây. Để mua giấy bóng này thì các bạn có thể hỏi ở các cửa hàng vàng mã thì khá là nhiều các bán loại giấy bóng kính này. Tiếp theo là đến tre này thì các bạn ra các cửa hàng vật liệu xây dựng có thể mua những thanh tre tròn và về chúng ta sẽ chẻ ra. Và chúng ta sẽ ở đây mình đã chẻ sẵn như hình như vậy. Ngoài ra chúng ta sẽ cần có thêm lến. Đầu tiên thì tre các bạn sẽ pha sẵn ra 10 thanh. Mỗi thanh dài tầm 50cm. Tùy theo kích thước đèn của các bạn muốn làm bao nhiêu thì các bạn sẽ chẻ ra như vậy. Mình sẽ bỏ qua bước chẻ tre này và mình sẽ đang đi luôn một bước buộc. Để buộc thì chúng ta sẽ lấy 2 thanh 1 và chúng ta sẽ buộc đầu hình chữ V. Các bạn sẽ chập vào hình chữ V như này và sau đó các bạn sẽ tiến hành lấy dây để buộc. Rồi các bạn có thể thấy tại một đầu mình buộc như này. Sau khi buộc lại thành các thanh chữ V này thì chúng ta sẽ đặt một thanh nằm xuống, một cái chúng ta đặt ngang và đầu còn lại thì chúng ta buộc lối vào. Các bạn sẽ sử dụng một thanh bên ngoài để buộc và như vậy chúng ta đã buộc được hình ngôi sao. Và các bạn có thể thấy là mình đã được một hình ngôi sao ở đây. Chúng ta sẽ buộc tương tự với thanh còn lại để chúng ta sẽ có được hai ngôi sao. Sau khi đã buộc xong hai hình tam giác thì chúng ta sẽ hai hình ngôi sao. Thì các bạn sẽ tiến hành gắn ngôi sao vào, buộc hai đầu ngôi sao vào các phần đầu. Các bạn sẽ buộc hai phần ngôi sao đó vào phần đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ chẻ phần tre để cài phần cạnh này, chống ngôi sao lên. Sau khi các bạn đã gắn xong hai phần của ngôi sao lại thì chúng ta sẽ cắt các khoe trống. Mỗi khoe trống thì chúng ta sẽ cắt tầm khoảng độ 8 phân. Các bạn có thể thấy ở đây, khi chúng ta chống vào các khớp này thì phần các phần tre này sẽ đẩy ngôi sao lên và ngôi sao chúng ta sẽ được định hình. Các bạn nhớ vậy. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị tại 5 khớp này thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị 5 thanh. Như vậy các bạn có thể thấy với 5 thanh này thì chúng ta đã, với các thanh trống này thì ngôi sao của chúng ta đã định hình ở đây. Tiếp theo đó là phần cán. Thì phần cán mình sẽ sử dụng một cây tre. Tre tương tự như các bạn vừa lấy thì mình đã nói là chúng ta sẽ mua một cây tre dài để chúng ta có thể dụng đan làm các thanh đỡ. Và ngoài ra chúng ta sẽ sử dụng cán tre này để có thể làm tay cầm cho đèn. Như các bạn thấy ở đây. Tốt nhất là các bạn nên sử dụng một thanh nhỏ thôi, cho nó có vẻ thẩm mỹ hơn là thanh của mình. Thanh của mình khá là to. Tại phần đầu thì mình sẽ lấy phần khớp này. Phần khớp này mình có thể để dùng để lến. Tiếp theo thì ở tại phần đầu là mình đã đục. Các bạn nhìn thấy đây. Tại phần đầu cái tre này mình đã khoét một lỗ thông
để mình có thể rút được một thanh qua như này. Thanh này có tác dụng sẽ là chịu lực cho toàn bộ hệ thống cây tre, cho phần hạt đẹp. Để chắc chắn hơn thì mình sẽ sử dụng keo lến để mình cố định lại. Nếu các bạn có keo lến thì tốt, còn không thì các bạn có thể sử dụng dây. Khá nhanh và hiệu quả, chúng ta sẽ dùng dây để buộc lại. Chúng ta dùng dây để quấn chặt cái thanh này lại. Tương tự như vậy thì mình cũng sử dụng keo lến để mình có thể cố định được các góc còn lại. Bây giờ mình sẽ tiến hành vừa chống các thanh chống lên và mình sẽ sử dụng keo lến để mình sẽ cố định cái phần tre này, tránh cho nó bị rơi ra. Như các bạn đã thấy thì chiếc đèn của mình đã hoàn thành ở đây. Bình thường thì nếu mà các bạn mua đèn ống sao ở ngoài thì chúng ta có thể để ý là phần tay cầm này. Phần tay cầm thì sẽ có được gắn với lại một thanh chống ở phần dưới cùng với một vòng tròn. Vòng tròn này có tác dụng sẽ đỡ để chịu lực cho cả ngôi sao. Nhưng ở đây thì mình không muốn làm vòng tròn đấy, thì mình sử dụng chính phần chịu lực tại phần thanh đỡ này bằng cách mình dùng một que dài. Các bạn có thể thấy ở đây mình sử dụng một que dài để buộc và chịu lực chính, và ta có thể thấy đèn khá là chắc chắn. Các cháu có thể mang đi đập nhau thoải mái. Điều đặc biệt ở đây là mình sẽ sử dụng keo nến vào các khớp chống. Như bạn có thể thấy ở đây các khớp chống khá là chắc chắn. Mình sẽ sử dụng một tờ giấy ở đây. Từ đây thì ta sẽ đặt lến vào và sẽ dùng một tờ giấy nằm nhô lên như phần phễu để tránh cho lến chảy ra xung quanh, chảy ra tay khá là an toàn. Và công việc tiếp theo của chúng ta đó, ta sẽ đi bọc ni lông. Tiếp theo là ta sẽ tiến hành đi bọc giấy màu cho phần đèn này. Thì các bạn lưu ý như sau, ta có thể các bạn mua tờ giấy bóng màu này, có khá là nhiều màu, đặc biệt là màu xanh và màu đỏ, hai màu đặc trưng. Mình sẽ sử dụng màu đỏ. Mình sẽ sử dụng hai mặt, một mặt là màu đỏ và một mặt là màu xanh. Đây là giấy khá nhiều. Nếu mà để tiết kiệm thì các bạn có thể cắt từng miếng một và các bạn dính vào. Nhưng ở đây thì mình sẽ dính luôn. Mình sẽ cắt luôn một miếng hình tam giác, thành hình ngôi sao, mình sẽ dính luôn. Các bạn có thể thấy là mình đã cắt một miếng bìa hình ngôi sao này và chúng ta đặt lên. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng keo để dính cố định lại. Các bạn sử dụng keo 32 là tốt nhất, còn không thì chúng ta có thể sử dụng các keo bình thường. Nhưng mình sẽ sử dụng keo này cho nhanh. Chúng ta tiến hành dính các cạnh.
Như vậy là mình đã hoàn thành một mặt. Tiếp theo đối với mặt còn lại thì mình sẽ làm màu xanh. Các bạn cũng thực hiện tương tự. Như vậy là mình đã hoàn thành chiếc đèn ông sao. Sau khi dính xong thì các bạn có thể có một chút lưu ý các bạn như sau. Để cho phần mặt của đèn căng, không bị nhăn nheo, thì các bạn chỉ việc phơi nắng. Chúng ta chọn ngày nắng to và chúng ta phơi chiếc đèn chúng ta ra. Hoặc một trường hợp nữa là chúng ta có thể nhanh hơn thì chúng ta có thể lấy máy sấy, sấy lên bề mặt của đèn thì sẽ giúp đèn cho phần ni lông nhựa này được căng ra. Như các bạn có thể thấy ở đây, phần trong đèn của mình thì có chỗ thì mình sẽ gắn nến lên. Thì cuối cùng thì hoàn thiện thì mình chỉ phải gắn nến lên. Các bạn có thể thấy mình đã gắn nến ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ châm đèn. Và như vậy ta đã được một chiếc đèn ông sao khá là đẹp để dành cho các cháu ở nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.